cây cối mang lại thức ăn cho thú ăn cỏ. Nhưng cây cối cũng đang mang lại sự ẩn nấp lý tưởng cho thú ăn thịt. Tạo hóa dường như rất công bằng. Việc đi săn của hổ không khác gì sư tử, đó là phải rình rập. Nhưng việc đi săn trong rừng rậm lại khác xa so với đi săn ngoài đồng cỏ. Trong rừng không có tầm nhìn rõ ràng, cũng không có chỗ để săn đuổi, nên kỹ thuật săn mồi và ngụy trang của hổ chắc chắn sẽ sắc bắn hơn so với sư tử. Để bắt được con hươu này, kẻ đi săn phải rình mồi trong phạm vi ít nhất là 10 mét. Sự che chắn của rừng cây là một thứ quý giá. Nó lén lút tiếp cận mà không lo con mồi phát hiện ra. Mọi kỹ năng rình rập được phát huy tối đa. Điều tối kỵ là không nên tạo ra tiếng động quá lớn, bởi con mồi của nó là một thú ăn cỏ có thính giác vô cùng nhạy bén. Nhờ có kinh nghiệm, hổ là một chuyên gia nắm bắt cơ hội rất tốt. Chỉ nấy nhiêu sẽ cho nó biết nên làm gì tiếp theo. Đây là lúc nó thi triển những bước chân dài rón rén. Nó đẩy toàn bộ cơ thể về tư thế sẵn sàng tấn công. Kỹ năng cuối cùng, kẻ đi săn tiếp cận con mồi mà không cần di chuyển. Nó để con hươu tiến lại gần, rồi đợi nó quay đầu. Con mồi nới lỏng sự cảnh giác. Một bứt tốc như chớp trong phạm vi dưới 10 mét, kẻ đi săn đã có được chiến lợi phẩm. Đòn tấn công hoàn hảo, nó đã hạ gục một con hươu nặng bằng trọng lượng của cơ thể. Nó kéo chiến lợi phẩm đi xa và bước vào bữa ăn.